Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thọ Sơn vừa tổ chức chương trình triệu phần quà san sẻ yêu thương cho trẻ em mồ côi cha lẫn mẹ. Theo đó, có 32 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ được nhận quà từ chương trình triệu phần quà san sẻ yêu thương do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Hội Bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi Quyền Dân động các nhà hảo tâm hỗ trợ. Mỗi số quà trị giá 500.000 đồng.